Nghe đến origami thì chắc chắn là mọi người đã nghĩ ngay đến nghệ thuật xếp giấy nổi tiếng từ Nhật Bản rồi. Và có lẽ là chúng ta đã biết thì lâu nay văn hóa, phong cách cũng như là con người Nhật Bản luôn có một sức hút rất là mạnh mẽ đối với thế giới, cũng như là trở thành cảm hứng sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thiết kế nội thất ngoại thất. Dự án The Origami ở trong Vinhome Grand Park là một đại diện tiêu biểu cho phong cách Nhật thể hiện ở trong thiết kế tiện ích nội khu. The Origami mang đậm dấu ấn tinh hoa văn hóa của xứ sở hoa anh đào và đang trong quá trình xây dựng ở giai đoạn cuối để đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 2021. Đầu tiên phải kể đến cổng chào, nơi thể hiện rất rõ cái cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản. Lấy từ nghệ thuật gấp giấy thôi nhá, chứ thế nhưng mà thực ra là nó vẫn được làm bằng sắt thép bê tông, nói chung là chắc chắn lắm. Thế nên là anh em cứ yên tâm đi qua. Đấy, cổng chào của The Origami nó là hiện thân của một tác phẩm nghệ thuật gấp giấy khổng lồ, có nhiều màu sắc rất là đẹp mắt. Trong dự án này có 21 tòa với 10.000 căn hộ. Ở đây có rất nhiều điểm nhấn mang phong cách của Nhật, ví dụ như là bộ đôi vườn Nhật Bản quy mô lớn với lại vườn tùng La Hán này, hồ cá koi này. Đấy, thế nhưng mà lưu ý đây là cá koi thật đấy, cầm được sờ được ấy, chứ không phải là mấy cái kiểu koi củng anh em đang chơi đâu. Koi củng anh em đang chơi đâu. Koi củng anh em đang chơi đâu. Đấy. Những cái công viên resort với đầy đủ tiện nghi cho mọi lứa tuổi cư dân, từ trẻ em cho tới ông bà. Đó. Có chuỗi hồ bơi ở ngoài trời cùng với lại sân chơi trẻ em, gym, sân dưỡng sinh và cả sân thể thao. Đặc biệt là khu công viên cầu vồng ban ngày thì xanh mát mà ban đêm thì rực rỡ sắc màu, lại còn có hệ thống phun nước bắt mắt đấy chứ. Vâng, và còn một cái nữa khiến mình thực sự là rất là ngỡ ngàng, ngơ ngác khi mà biết được thông tin là Vinhome Grand Park họ đã từng bán được 10.000 căn hộ. 10.000 căn hộ nha. Và chỉ bán trong bao nhiêu ngày bạn biết không? Chỉ bán trong đúng 20 ngày. Một con số đấy nghe nó quá là khủng khiếp. Và có lẽ là hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn liên hệ với lại ông trùm về sale, đó là anh Trần Văn Trinh, đại diện của bên Việt Á Len, một bên chuyên phân phối bất động sản của Vinhome, để chúng ta cùng tìm câu trả lời. Vâng, và xin trường quay có thể kết nối với anh Trinh giúp tôi được không ạ? Xin chào Tuấn Tiền Tỷ nha. Xin chào anh Trinh. Vâng, rất là vui ngày hôm nay được gặp anh Trinh ở đây. Và em có đọc báo thấy được thông tin là đại đô thị Vinhome Grand Park bán được là 10.000 căn chỉ trong 20 ngày. Ngày hôm nay em muốn gọi điện kết nối trực tiếp với anh để hỏi về cái con số thực tế ở dự án này là như thế nào. Anh có thể chia sẻ giúp em cũng như là mọi người đúng không ạ? Ok Tuấn, là đúng ra là không phải là con số là 10.000 căn hộ bán trong vòng 20 ngày, mà số chính xác là 17 ngày Tuấn ạ. Tháng 6 năm 2019, ra mắt đại đô thị Vinhome Grand Park tiếp nối thành công của đại dự án Vinhome Central Park và Vinhome Golden River, đã tạo ra những kỷ lục bán hàng mới. 10.000 căn hộ The Rainbow đã có chủ sở hữu chỉ trong vòng có 17 ngày. Tháng 5 năm 2020, ra mắt 100% các căn villa Shophouse Boutique Villa The Manhattan thì 100% đều đã có chủ sở hữu chỉ mở bán trọn vẹn trong vòng 8 ngày. Tháng 6 năm 2020, ra mắt dự án cao tầng The Origami đã tạo lên những cơn sốt mới trong bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và tạo ra những kỷ lục bán hàng mới. 90% các căn hộ ở đây đều đã có chủ sở hữu. Wow, thực sự đó là một con số quá là khủng khiếp mà em không thể tưởng tượng nổi luôn á. Và đúng thật là cái đội sale của nhà anh cũng như là các bạn sale khác nữa, khả năng sale của họ quá là tốt. Thế nhưng mà ngoài ra thì em nghĩ cũng một phần đó là do sản phẩm nội tại quá là ổn đi. Cái thứ hai nữa là sản phẩm làm ra, nhà Vin xây ra thì là đáp ứng quá là đúng cái nhu cầu của khách hàng. Và cái thứ ba nữa là em nghĩ cũng một phần là nhờ cái thương hiệu quá là tốt của Vin thì mới có thể bán được một số lượng lớn ở trong một thời gian ngắn như vậy. Thế mà có một cái em muốn hỏi anh, đó là về phần giá của các căn ở đây thì như thế nào? Anh có thể chia sẻ giúp mọi người đúng không ạ? Ok Tuấn, những căn hộ studio là những căn hộ phục vụ cho những cái người độc thân đấy Tuấn. Đấy, thì hoặc là hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau thì với cái diện tích nó dao động cho khoảng trên dưới 30m² thôi, với cái giá dao động từ 1.2 tỷ cho tới 1.6 tỷ thôi. Với các căn hộ một phòng ngủ và một phòng ngủ cộng một, với thiết kế vô cùng đa dạng, diện tích từ 50 cho đến 55m², chúng ta chỉ cần bỏ ra từ 1.5 tỷ cho tới 2 tỷ đồng. Với những căn hộ 2 phòng ngủ
của chúng ta. Với cái diện tích dao động từ 59m² cho tới là 67m², chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng trên dưới 2 tỷ rưỡi cho tới 2 tỷ 7 đồng. Với những cái gia đình đông người, nhiều thành viên thì chúng ta có cái loại 3 phòng ngủ với diện tích dao động từ 80m² cho tới 90m² với cái mức giá vô cùng tuyệt vời chỉ từ 3 tỷ 7 cho tới 4 tỷ. 4 tỷ rưỡi là chúng ta đã sở hữu được một căn hộ 3 phòng ngủ. Wow, đây là một mức giá mà với cá nhân em cảm thấy nó quá là phù hợp với những cái tiện ích mà em nhận được khi mà ở đây. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho mọi người một ít về cái phần thanh khoản ở đây đúng không ạ? Từ cái lúc mà họ xuống tiền đợt 1 cho đến lúc họ nhận nhà và họ bán đi cho người khác. Thì anh nghĩ rằng thì cái câu hỏi này cũng rất là nhiều những cái khách hàng của chúng ta đang thắc mắc đấy. Ví dụ như là Rainbow mà bọn anh đã bán trong năm 2019 và bàn giao nhà trong năm 2020. Và đặc biệt là cái mật độ cư dân chuyển về đây sinh sống rất là nhiều. Tỷ lệ lấp đầy của chúng ta luôn luôn từ 80 cho tới là 90%. Tất cả những khách hàng mua ở đây thì đều có những cái giá trị mà lợi nhuận nhất định từ 30 cho tới 50%. Đấy, cái tổng cái số tiền mà họ đã bỏ ra đấy Tuấn. Tại vì ở đây thì Vinhome luôn luôn có những cái chính sách để có thể hỗ trợ cho khách hàng. Sở dĩ mà bất động sản của Vinhome Grand Bắc nó có cái giá trị mà lợi nhuận tốt như vậy ấy, bởi vì được sự đầu tư rất là bài bản và đầy đủ của chủ đầu tư Vinhome. Ví dụ khi mà cư dân về ở thì đã có tất cả đầy đủ những cái tiện ích, ví dụ như là hồ bơi, rửa sân tập gym, sân tennis, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ, vân vân và vân vân. Cả những cái tiện ích đó nó sẽ cấu thành và tạo lên cái giá trị gia tăng cho cái bất động sản của Vinhome đang sở hữu. Wow, vâng, thực sự đó là một con số lợi nhuận khá là khủng. Và cảm ơn anh Trinh rất nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn Tuấn Tiền Tỷ. Và hy vọng là vừa rồi thì với những chia sẻ của anh Trinh thì mọi người đã có một cái nhìn khách quan nhất từ người bán hàng, người đã lăn lộn rất nhiều ở dự án của Vinhome. Và qua đó thì mọi người có lẽ là đã có những tính toán riêng cho mình để có thể xem là có xuống tiền ở dự án này hay không. Với tỷ lệ lấp đầy đã lên tới 80-90% thì có thể thấy là cái phần thanh khoản của dự án này quá là tuyệt vời luôn. Vâng, và trở lại với The Origami thì dự án The Origami có tới tận 21 tòa phù hợp với rất nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Người trẻ thì có thể mua để ở hoặc là cho thuê, còn người lớn tuổi thì có thể ở khu The Origami Zen hay là The Origami Park có bộ đôi vườn Nhật sẽ vô cùng thích hợp. Đây có thể nói là một dự án đạt đầy đủ 6 tiêu chí mà mình đã chia sẻ ở số thứ nhất và số thứ hai. Đó là tiêu chí về pháp lý này, vị trí này, tính năng sử dụng này, giá này, thanh khoản và hạ tầng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để mua được nhà mà thôi. Thì mình đã có nghe về chính sách 3-0 của Vinhome để có thể giúp cư dân mua nhà dễ dàng còn hơn cả việc thở nữa cơ. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn điều này ở trong tập sau ấy nha. Ai muốn biết về bí quyết mua nhà về ở 11 tháng không phải trả lãi suất và từ tháng 12 trở đi mới phải trả lãi suất. Thế nhưng lãi suất vẫn như đi vay bình thường, vẫn rất cạnh tranh. Thì hãy nhớ đón xem ở tập sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ và fanpage chính thức của Vinhome Grand Park anh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.